Sách Thi Thiên, chương 79. Cầu xin Chúa thương xót thành Jerusalem. Đức Chúa Trời ơi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa và khiến cho Jerusalem trở nên đống gạch vụn. Chúng đã ném thay các đầy tớ Chúa làm thức ăn cho chim trời, cũng đã vứt thịt của các người trung tín với Ngài cho thú rừng trên đất. Chúng đổ huyết họ ra như nước khắp nơi trong thành Jerusalem và chẳng có ai chôn cất họ. Chúng còn đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình, vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng con. Đức Giê-hô-va ơi, cho đến chừng nào Ngài sẽ giận mãi mãi sao? Lòng ghen tương Ngài sẽ cháy như lửa sao? Xin đổ cơn giận của Chúa trên các dân không biết Ngài và trên các vương quốc không cầu khẩn danh Ngài, vì chúng đã ăn nuốt gia cốp và phá hủy chỗ ở của người. Xin Chúa đừng nhớ lại các tội ác của tổ phụ chúng con mà phạt chúng con. Nguyện sự thương xót Ngài mau mau đến đón rước chúng con, vì chúng con bị khổ nhục vô cùng. Lạy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi của chúng con, xin giúp đỡ chúng con. Vì vinh quang của danh Chúa, xin giải cứu và tha thứ cho chúng con vì cớ danh Ngài. Vì sao các dân nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ở đâu? Nguyện sự báo thù vì huyết mà các đầy tớ Chúa đã đổ ra được thi hành giữa các dân trước mắt chúng con. Nguyện tiếng than thở của các tù nhân thấu đến trước mặt Chúa tùy theo quyền năng lớn lao của Chúa. Xin giải cứu những kẻ đang đối mặt với tử thần. Lạy Chúa, xin báo trả trực tiếp các lân bang chúng con gấp 7 lần về sự sỉ nhục mà chúng con đã làm cho Ngài. Còn chúng con là dân của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Ngài. Sách Hebrew, chương 13. Nếp sống hài lòng Đức Chúa Trời. Hãy luôn giữ tình huynh đệ, chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ, và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xem xét kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đừng để các loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình, vì tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh là tốt, chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng. Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì tại đó, vì máu của sinh vật được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của nó thì đốt bên ngoài trại quân. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng. Vậy nên, chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài. Vì tại đây, chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. Vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ,
bởi họ canh giữ linh hồn anh em, như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại này xin anh em cầu nguyện để tôi sớm được trở lại cùng anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là đấng bởi huyết giao ước đời đời, mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết, cung ứng cho anh em mọi ân lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thưa anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này, vì tôi chỉ viết vắn tắt cho anh em. Tôi muốn anh em biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh đi thăm anh em. Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em và tất cả thánh đồ. Các thánh đồ ở Italia gửi lời chào thăm anh em. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em. Sách Jeremy chương 11. Israel và Juda bội ước. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy: hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Juda và dân thành Jerusalem. Con nói với chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: đáng nguyền rủa cho kẻ nào không nghe lời giao ước mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi khi ta đem họ ra khỏi Ai Cập, ra khỏi cái lò luyện sắt ấy. Ta đã dặn họ: hãy nghe tiếng ta, làm theo mọi điều ta dạy bảo, để các ngươi làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Như thế, ta thực hiện lời thề mà ta đã thề với tổ phụ các ngươi, là ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như đã có ngày nay. Tôi thưa, lạy Đức Giê-hô-va, Amen. Đức Giê-hô-va phán với tôi: hãy công bố mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Jerusalem. Hãy lắng nghe lời của giao ước này và làm theo. Ta đã ân cần khuyên nhủ tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Ta thường xuyên khuyên nhủ họ: hãy nghe theo tiếng ta. Nhưng họ không nghe, không chú ý. Mỗi người bước đi theo tâm địa gian ác và ương ngạnh của mình. Vì vậy, ta đã đem đến cho họ mọi lời trong giao ước này, là giao ước mà ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm. Đức Giê-hô-va phán với tôi: đã có âm mưu phản loạn trong người Giu-đa và dân cư Jerusalem. Chúng quay về tội ác của tổ tiên chúng, là những người không chịu nghe lời ta. Chúng đã đi theo và thờ lạy các thần khác. Nhà Israel và nhà Juda đã bội giao ước mà ta đã lập với tổ phụ của chúng. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: này, ta sẽ giáng tai họa trên chúng, và chúng không thể tránh khỏi. Dù chúng có kêu cầu ta cũng chẳng nghe. Bấy giờ, các thành của Juda và dân cư Jerusalem sẽ đi kêu cầu các thần mà chúng vẫn dâng hương. Nhưng các thần ấy sẽ không thể cứu được chúng trong kỳ hoạn nạn đâu. Vì, hỡi Juda, người có biết bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà. Jerusalem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho thần đáng xấu hổ, và những bàn thờ dâng hương cho ba anh. Về phần con đừng cầu thay cho dân này, cũng đừng vì chúng mà cất tiếng nài xin hay khẩn cầu. Ta sẽ không nghe chúng, dù chúng có kêu vang ta trong cơn hoạn nạn. Người mà ta yêu dấu đã làm nhiều điều tệ hại, thì còn vào nhà ta để làm gì nữa? Liệu nhiều thịt thánh có ngăn cản ngươi thoát khỏi tai ương và làm cho ngươi vui vẻ được không? Đức Giê-hô-va đã từng gọi tên ngươi là cây ô liu xum xuê, trái tốt tươi đẹp mắt. Nhưng nay, giữa tiếng cuồng phong gào thét, Ngài châm lửa đốt nó. Các cành nó trong thảm hại. Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng đã vung trồng ngươi,
chính Ngài quyết định giáng tai họa trên ngươi. Vì sự gian ác mà nhà Israel và nhà Juda đã gây ra khi chọc giận ta bằng việc dâng hương cho Ba-an. Âm mưu chống lại Jeremy. Đức Giê-hô-va cho tôi biết việc ấy, và tôi đã biết. Bây giờ, Ngài cho tôi thấy việc làm của chúng. Còn tôi, như chiên con ngoan ngoãn bị dắt đến lò sát sinh, tôi không biết chúng âm mưu chống lại tôi. Chúng nói, hãy diệt cả cây và trái, loại nó khỏi đất người sống, để chẳng còn ai nhắc đến tên nó nữa. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài phán xét công minh, dò xét lòng dạ và tâm trí, xin cho con thấy sự báo thù Chúa dành cho chúng, vì con đã giải bày sự việc của con với Ngài. Đức Giê-hô-va phán, về dân Anatot, những kẻ đòi mạng sống con đã đe dọa con rằng, nếu ngươi không muốn chết về tay chúng ta, thì đừng nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri nữa. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân khẳng định, ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết bởi gươm đao, con trai con gái của chúng sẽ chết bởi đói kém, sẽ không còn một ai sống sót, vì đến năm trừng phạt, ta sẽ giáng tai họa trên dân Anatot. Chương 12. Thắc mắc của nhà tiên tri Jeremy. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn công chính, mỗi khi con biện luận với Ngài. Tuy vậy, con xin hỏi Ngài về sự phán xét. Làm sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh? Tại sao những kẻ sống gian trá vẫn yên ổn? Ngài đã vung trồng chúng, chúng đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng chúng ở gần Ngài, nhưng lòng chúng cách xa Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết con, Ngài thấy con, Ngài tra xét lòng con đối với Ngài. Xin tách chúng ra như tách chiên để đem đến lò sát sinh, dành riêng chúng cho ngày tàn sát. Xứ sở bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng héo úa cho đến bao giờ? Vì dân cư gian ác nên thú rừng và chim chóc đều bị quét sạch. Chúng nói rằng Ngài sẽ không thấy kết cục của chúng ta đâu. Đức Chúa Trời trả lời Jeremy, nếu con chạy đua với người chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao đua được với ngựa? Nếu ở trong đất an ổn mà con còn vấp ngã, thì làm sao con đối phó với rừng rậm Jordan? Chính anh em con và gia tộc con cũng đang phản bội con. Chúng gào thét sau lưng con, dù chúng nói ngon, nói ngọt với con cũng đừng tin chúng. Ta đã lìa bỏ nhà ta, bỏ rơi sản nghiệp ta, phó những người mà lòng ta yêu mến vào tay kẻ thù. Cơ nghiệp ta chống lại ta như sư tử trong rừng, gầm thét với ta. Vì vậy, ta ghét chúng. Có phải cơ nghiệp ta như con chim săn mồi vằn vện, bị các chim săn mồi khác vây quanh không? Hãy đi gom các loài thú đồng lại, để chúng ăn nuốt nó đi. Nhiều người chăn đã tàn phá vườn nho ta, xây đạp lên phần đất của ta, biến phần đất ta yêu thích thành hoang mạc quạnh hiu. Chúng đã làm cho đất ấy ra hoang vu tàn tạ. Nó thở than với ta, cả xứ đều hoang vu, nhưng chẳng ai quan tâm đến. Trên các đồi trọc trong hoang mạc, quân cướp phá đã tràn đến, vì lưỡi gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này. Từ đầu này đến đầu kia, không có loài xác thịt nào được bình an. Chúng gieo lúa mì và gặt gai góc, nhọc nhằn mà chẳng ích chi. Hãy hổ thẹn về hoa lợi mình, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Lời của Đức Giê-hô-va dành cho các dân ngoại. Đức Giê-hô-va phán, đối với những kẻ lân cận xấu xa của ta, những kẻ chiếm đoạt sản nghiệp mà ta ban cho dân Israel của ta thừa hưởng, thì ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình và bứng nhà Juda ra khỏi chúng. Nhưng sau khi đã bứng chúng đi, ta sẽ lại thương xót chúng và đem mọi người trở về với sản nghiệp và quê hương mình. Nếu chúng siêng năng học tập đường lối của dân ta, nhân danh ta mà thề rằng, thật Đức Giê-hô-va hằng sống, như cách chúng dạy cho dân ta thề trước Ba-an, thì lúc ấy
chúng sẽ được vững lập giữa dân ta. Nhưng nếu dân tộc nào không nghe, ta sẽ bứng dân tộc đó đi và tiêu diệt nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.